Israel thông báo thủ lĩnh tiềm năng Hezbollah Hassan Safieddin đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Israel vào Beirut, Lebanon đầu tháng này. Ông Safieddin, người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, được xem là người kế nhiệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah sau khi ông này bị ám sát. Ông Safieddin cũng là anh em họ của ông Hassan Nasrallah. Theo IDF, ông Safieddin có ảnh hưởng đáng kể đến việc ra quyết định trong nhóm Hezbollah. Theo quân đội Israel, ông Safieddin đã bị giết cùng với người đứng đầu bộ phận tình báo của Hezbollah Hussein Ali Hezima trong cuộc không kích vào ngày 4 tháng 10 cuộc không kích nhắm vào trụ sở tình báo ngầm của Hezbollah ở Beirut và quân đội Israel cho biết nằm trong lòng khu dân cư ở vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Lebanon, được gọi là Dahiye. Theo Time of Israel, IDF cho biết có hơn 25 thành viên thuộc bộ phận tình báo Hezbollah có mặt tại trụ sở khi cuộc không kích diễn ra, bao gồm các chỉ huy cấp cao khác. Ông Safi Adin đã mất liên lạc kể từ cuộc không kích nhưng đến nay IDF mới có thể xác nhận cái chết của ông này. Trong khi đó, Hezbollah vẫn chưa thông báo về cái chết của ông Safi Adin. Ông Safi Adin từng đảm nhận vai trò nổi bật khi phát biểu thay mặt cho tổ chức Hezbollah trong năm qua, phát biểu tại các đám tang và các sự kiện khác mà thủ lĩnh Nasrallah tránh xa từ lâu vì lý do an ninh. Ông cũng là quan chức đầu tiên của Hezbollah phát biểu trước công chúng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. IDF ước tính hơn 1.500 tay súng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc xung